Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Chu Vi Health Station. Đối với nhiều anh em nam giới có lẽ vẫn đang băn khoăn và chưa biết làm sao để chọn cho mình được một kiểu tóc phù hợp. Và một trong những lý do mà anh em chưa chọn được một kiểu tóc phù hợp có lẽ là do anh em chưa biết cách để nhận diện khuôn mặt của mình, để làm sao chọn cho mình được một kiểu tóc phù hợp nhất. Có rất nhiều những kiểu tóc, nhưng trước khi anh em chọn một kiểu tóc, anh em cũng nên cân nhắc trước khi để. Vì không phải ai cũng có những khuôn mặt giống nhau và chất tóc cũng giống nhau, nên không có điều gì chắc chắn rằng người khác để đẹp thì anh em cũng để đẹp. Hiểu được khuôn mặt mình, biết rõ hình dạng khuôn mặt thì sẽ là bước đầu tiên để giúp anh em có thể chọn cho mình được một kiểu tóc phù hợp hơn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới anh em cách để nhận biết khuôn mặt để anh em có thể chọn cho mình được một kiểu tóc phù hợp nhất. Anh em nên chuẩn bị cho mình một cây thước, một cây bút và một tờ giấy để có thể ghi lại số đo của khuôn mặt. Sẽ có 4 thông số mà anh em cần phải đo. Một là độ rộng trán, thường sẽ là ở cái phần giữa trán, anh em đo từ chân tóc mép phải sang bên trái. Số đo thứ hai anh em cần đo là chiều dài khuôn mặt, sẽ là từ phần chân tóc mái đến dưới đỉnh cằm. Thông số thứ ba là độ rộng của gò má, anh em có thể sờ và thấy cái phần nhô cao nhất của gò má sẽ là điểm ở này. Thông số thứ tư sẽ là độ rộng của xương hàm, sẽ là phần ở dưới mang tai đến sát đỉnh cằm, anh em cộng vào nhân 2 vì ở phần cằm sẽ có 2 xương hàm. Ok, sau khi đo xong, anh em sẽ dựa vào những cái số đo này để có thể xác định được và tìm hiểu gương mặt của mình là gương mặt gì. Có rất nhiều những dạng khuôn mặt khác nhau, nhưng phổ biến và đại đa số những anh em nam giới châu Á đang sở hữu đó là khuôn mặt dài, mặt vuông, mặt kim cương, tam giác, trái tim, trái xoan và mặt tròn. Ok, cùng mình tìm hiểu sâu hơn nhé. Về khuôn mặt dài thì chiều dài khuôn mặt sẽ là lớn nhất, lớn hơn độ rộng gò má bằng độ rộng trán và bằng độ rộng của phần xương hàm. Người có khuôn mặt dài có phần trán cao và rộng, phần xương gò má vừa phải, phần xương hàm tương đối góc cạnh, tạo cho gương mặt đường nét thanh thoát. Để cân đối cho khuôn mặt dài, anh em nên chọn cho mình những kiểu tóc cổ điển, tốt hơn là những kiểu classic, vuốt hất sang một bên, vuốt ngược ra sau hoặc chia ngôi 73, 55, 82. Về khuôn mặt vuông, độ dài rộng của cả 4 thông số sẽ tương đương nhau. Ở khuôn mặt vuông, anh em nên chọn cho mình những kiểu tóc ôm gọn phần sai hai bên như ăn được cắt, vuốt những kiểu support hoặc sóc quýt, cắt sát xung quanh sẽ làm nổi bật nhiều góc cạnh trên khuôn mặt. Người sở hữu khuôn mặt vuông thì sẽ có đường nét gò má hài hòa, phần cằm tương đối rộng và góc cạnh mang lại nét mạnh mẽ và nam tính. Khuôn mặt hình kim cương, số đo sẽ giảm dần từ độ dài khuôn mặt là số đo lớn nhất, sau đó sẽ là độ rộng giữa hai gò má, độ rộng trán và cuối cùng là độ rộng xương hàm. Nên chọn cho mình những kiểu tóc có độ bồng cao, làm mềm các góc cạnh ở khuôn mặt như kiểu tóc rối hất sang một bên, kiểu mái ngang hoặc những kiểu pompadour vuốt bồng về sau. Người sở hữu khuôn mặt kim cương thường có phần xương gò má nhô cao, xương hàm dài và thích hợp với nhiều phong cách tóc khác nhau. Mặt tam giác, độ rộng xương hàm lớn hơn độ rộng gò má, lớn hơn độ rộng trán. Với anh em có khuôn mặt tam giác, nên chọn cho mình những kiểu tóc dài vuốt bồng về đằng sau để lộ trán, ví dụ như những kiểu sai quýp dài, những kiểu sai pát vuốt ôm về sau. Kiểu khuôn mặt tam giác có phần gò má thẳng, xương hàm tương đối thanh thoát, cằm nhọn và cân đối. Người sở hữu khuôn mặt tam giác rất dễ dàng lựa chọn và định hình kiểu tóc. Mặt trái tim, độ rộng trán lớn hơn độ rộng gò má và lớn hơn độ rộng xương hàm, cằm anh em sẽ hơi nhỏ lại. Với khuôn mặt trái tim sẽ có đường nét từ gò má xuống cằm thon, nhọn, đúng chuẩn V-line. Với khuôn mặt trái tim thì anh em nên chọn cho mình những kiểu tóc dài và bồng ở phần trên, vuốt ngược ra sau hoặc đổ nghiêng, vuốt đổ chéo sang một bên. Với khuôn mặt trái xoan, độ dài khuôn mặt lớn hơn độ rộng gò má và độ rộng trán lớn hơn độ rộng xương hàm. Những người có gương mặt trái xoan sẽ có phần má tương đối bầu bính, phần cằm và phần xương hàm không nhìn thấy một cách rõ rệt. Những anh em sở hữu khuôn mặt trái xoan thì rất dễ dàng chọn cho mình những kiểu tóc
vì khuôn mặt này phù hợp với hầu hết những kiểu tóc. Anh em có thể chọn cho mình những kiểu ăn được cắt hoặc vuốt ngược ra sau, layer hay side part đều được. Và cuối cùng là gương mặt tròn. Độ dài khuôn mặt sẽ bằng với độ rộng của gò má, lớn hơn độ rộng trán và bằng với độ rộng của xương hàm. Mặt tròn là kiểu mặt thường có phần cằm tạo thành đường tròn và không có góc cạnh. Anh em mặt tròn hợp với những kiểu tóc vuốt nhọn, kiểu ăn được cắt, vuốt ngược ra sau, kiểu búi tóc. Những phần tóc xung quanh anh em không nên cắt sát và cao. Trên đây là chia sẻ nhỏ của mình để có thể giúp anh em tìm ra được khuôn mặt của mình là khuôn mặt gì và lựa chọn cho mình những kiểu tóc phù hợp hơn. Nếu anh em vẫn đang có khó khăn trong vấn đề tìm hiểu khuôn mặt mình là khuôn mặt gì, anh em có thể inbox trực tiếp qua trang fanpage của Chuvi Hair Station để đội ngũ nhân viên của Chuvi sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em. Tới đây, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có những ý kiến đóng góp đừng ngần ngại comment xuống bên dưới. Cảm ơn anh em. Xin chào.